Chào các em. Trong bài ôn tập hôm nay, chúng ta sẽ luyện những dạng bài tập liên quan đến quy luật liên kết gen của Morgan mà chúng ta đã học ở giờ trước. Đối với trường hợp liên kết gen thì nó có một vài điểm khác so với những bài tập di truyền chúng ta đã làm trong phần quy luật Mendel hoặc là quy luật tương tác gen. Đó là ở đây các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. Vì vậy mà cách viết kiểu gen và cách viết giao tử cũng có khác nhau. Do đó mà cô hướng dẫn chúng ta dạng bài đầu tiên là dạng bài viết kiểu gen và viết giao tử. Dạng 1. Là viết kiểu gen. Và giao tử. Viết kiểu gen của P và kiểu gen của giao tử, cô viết ngắn gọn là giao tử. Đối với trường hợp này thì chúng ta cũng biết rồi, nhưng mà ở đây cô muốn nhấn mạnh lại để chúng ta nhớ. Vì nó là liên kết gen, các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể cho nên chúng ta phải viết theo chiều, có thể nói là chiều dọc. Ví dụ như là gen A và B liên kết hoàn toàn. Liên kết hoàn toàn, dấu hiệu của nó là nó nằm trên cùng một nhiễm sắc thể và có cái khoảng cách ngắn. Thế thì liên kết hoàn toàn hoặc liên kết không hoàn toàn thì cách viết cũng giống nhau. Nhưng ở đây là cô muốn luyện ở trường hợp liên kết hoàn toàn trước thì cô viết các kiểu gen của nó như sau. Các kiểu gen này. Ví dụ có hai cặp gen này thuần chủng hoàn toàn. Ta có là A lớn, B lớn trên A lớn, B lớn. Các em chú ý, có thể coi cái cặp gạch này giống như là nhiễm sắc thể, giống như cặp nhiễm sắc thể. Và A với A phải cùng một lô cút, cùng một vị trí thẳng nhau. B với B cùng một lô cút. Tương tự như thế, chúng ta có thể viết một vài kiểu gen khác, đó là A lớn, B nhỏ. A nhỏ, B nhỏ. Tức là ở đây có cặp gen dị hợp A lớn, A nhỏ và B nhỏ là đồng hợp lại. Hoặc A lớn, B lớn, A nhỏ, B nhỏ, vân vân. Tức là chúng ta nhớ từng cặp một phải nằm trên cùng một lô cút. Chúng ta không được viết hai A lên A trên cùng một chiếc nhiễm sắc thể ở trên hoặc cùng ở dưới. Nếu chúng ta viết trường hợp là A lớn trên B lớn như thế này thì là sai. Chú ý như vậy cho cô, phải viết đúng kiểu gen. Thứ hai nữa là viết kiểu giao tử. Giao tử. Giao tử thì như ở bài lý thuyết cô đã hướng dẫn, chúng ta có thể hiểu nôm na là chúng ta sẽ cắt ngang cái cặp nhiễm sắc thể này ra, cắt đôi theo chiều ngang. Thì lúc đó sẽ được một chiếc giao tử ở phía trên và một chiếc giao tử ở phía dưới. Và ở đây trường hợp này hai chiếc giao tử trên và dưới có gen như nhau. Vì vậy ở đây nó sẽ chỉ cho một loại giao tử là A lớn, B lớn. Chú ý không viết nguyên như thế này sẽ nhầm với trường hợp quy luật phân ly độc lập. Chúng ta phải có gạch chân biểu thị là nó nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. Như vậy ở đây chúng ta sẽ được hai loại giao tử. Đó là A lớn, B nhỏ. Và giao tử ở dưới là A nhỏ, B nhỏ. Tương tự như thế, kiểu gen này chúng ta cũng có hai loại giao tử do liên kết gen tạo nên. Đó là A lớn, B lớn. Và giao tử thứ hai là giao tử A nhỏ, B nhỏ. Đấy. Như vậy là cô hướng dẫn chúng ta viết giao tử của trường hợp có hai gen nằm trên một nhiễm sắc thể. Những trường hợp có ba gen nằm trên nhiễm sắc thể, bốn gen nằm trên nhiễm sắc thể chúng ta cũng viết tương tự như thế. Ví dụ bây giờ chúng ta có kiểu gen là A lớn, B lớn, D nhỏ, A nhỏ, B lớn, D nhỏ. Vậy thì trường hợp này là liên kết hoàn toàn nó cũng sẽ tạo ra hai loại giao tử. Phía trên là A lớn, B lớn, D nhỏ. Và loại giao tử thứ hai là A nhỏ, B lớn, D nhỏ là giao tử tương ứng với bên dưới. Chúng ta viết như vậy, tức là vẫn cắt ngang cặp gen ra, cắt ngang kiểu gen này ra để được hai loại giao tử. Trường hợp vừa có liên kết
lại vừa có tương tác thì chúng ta viết như thế nào? Cô lấy ví dụ, bây giờ cô có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn D lớn, gen B nhỏ D nhỏ. Như thế này có nghĩa là gì? B, cặp gen B và cặp gen D là liên kết gen. Và ở đây chúng ta xét ví dụ trường hợp liên kết hoàn toàn. Còn giữa A và BD thì sẽ phân ly độc lập. Vậy chúng ta sẽ viết như thế nào? Ở đây cặp A này chúng ta vẫn có là có hai alen riêng. Vậy ra hai loại giá tử A lớn và A nhỏ riêng. Còn trường hợp này chúng ta viết vẫn theo sơ đồ hình cành cây. Trường hợp này sẽ ra giá tử B lớn D lớn và B nhỏ D nhỏ. Bên dưới cũng vậy, B lớn D lớn và B nhỏ D nhỏ. Như vậy tổ hợp lại chúng ta sẽ được giao tử thứ nhất A B D gạch ngang ở dưới BD, biểu thị rằng BD nằm trên một nhiễm sắc thể sẽ liên kết hoàn toàn. A lớn B nhỏ D nhỏ gạch ngang. Tương tự A nhỏ B lớn D lớn và A nhỏ B nhỏ D nhỏ. Như vậy qua những ví dụ này chúng ta cần nhớ trường hợp viết kiểu gen giữa các gen liên kết thì chúng ta cần viết theo chiều dọc các cặp alen tương ứng nằm trên cùng một lô cút thẳng nhau, B thẳng B, A thẳng A. Và khi viết giao tử chúng ta cắt ngang cặp nhiễm sắc thể ra để được các loại giao tử. Và các loại giao tử này nhớ dưới các gen chúng ta cần phải gạch chân. Và cô đã giới thiệu chúng ta trường hợp đơn giản cũng như là trường hợp phức tạp phối hợp giữa trường hợp phân ly độc lập và liên kết gen thì chúng ta viết tương tự như vậy, vẫn kết hợp cả phương pháp sơ đồ hình cành cây và phương pháp viết giao tử của liên kết gen. Chúng ta sang dạng 2 là dạng bài tập biện luận viết sơ đồ lai, tức là dạng toán thuận từ kiểu hình của P cho tỷ lệ đời con và chúng ta viết sơ đồ lai. Thế thì đối với trường hợp này chúng ta cần lưu ý cho cô cái bước nhận ra đây là quy luật liên kết hoàn toàn. Có thể dựa vào một vài dấu hiệu. Có thể người ta đã cho sẵn là hai tính trạng này do hai gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể liên kết hoàn toàn với nhau. Hoặc có thể chúng ta chỉ dựa vào tỷ lệ ở đời con để chúng ta làm. Sau đây chúng ta xét một ví dụ. Dạng 2. Là biện luận viết sơ đồ lai. Trong di truyền học, trong các dạng bài tập thì chúng ta vẫn gọi đây là dạng toán thuận cho P và viết ra đời con. Cô lấy ví dụ như sau: cho giao phấn hai dòng lúa thuần chủng được F1. P ở đây chúng ta chú ý P là đối tượng là lúa thuần chủng giao phấn hai dòng F1 thuần, hai dòng lúa thuần chủng thì thu được F1. F1 có kiểu hình 100% thân cao hạt gạo trong, 100% thân cao hạt trong, hạt gạo trong, trong đục đấy. Cho F1 tạp giao với nhau được F2 tỷ lệ 75% thân cao hạt trong, 25% thân thấp hạt đục. F1 tạp giao với nhau được F2 75% cao, cô viết tắt, hạt trong và 25% thấp hạt đục. Yêu cầu chúng ta biện luận viết sơ đồ lai. Biện luận và viết sơ đồ lai.
từ P đến F2. Yêu cầu thứ hai là viết sơ đồ line phân tích. Line phân tích F1. Đấy, vậy đây là một bài tập mà sau khi biện luận chúng ta sẽ thấy nó theo quy luật liên kết gen. Vậy thì dựa vào đâu chúng ta biết nó là liên kết gen? Em sẽ nhìn thấy ngay. F1 ở đây có hai tính trạng về chiều cao thân và tính trạng về màu sắc hạt, hạt trong hay hạt đục. Thế mà F2 chúng ta thấy thu được tỷ lệ 75% cao trong và 25% thấp đục, tức là tỷ lệ 3:1. Tỷ lệ này chỉ tương ứng với tỷ lệ F2 của quy luật phân ly, tức là tương ứng với cái tỷ lệ của một cặp tính trạng thôi. Như vậy dù là hai tính trạng nhưng di truyền lại giống một tính trạng. Vậy đây chính là dấu hiệu cho phép chúng ta kết luận nó di truyền liên kết hoàn toàn với nhau. Để chúng ta đi vào từng bước một biện luận giống như những bài trên. Rồi, đầu tiên là chúng ta biện luận. Các em hãy biện luận vào trong vở giống như cô vừa gợi ý. Chúng ta đi vào biện luận ở phần A. Biện luận viết sơ đồ line. Vậy biện luận trước. Biện luận ở đây chúng ta chú ý P người ta chưa cho kiểu hình, vì vậy chúng ta đi từ F2. F2 xét từng tính trạng một thì các em sẽ thấy là có 75% là cao. 75% cao. 25% thấp. Và tính trạng thứ hai ta cũng có 75% là hạt gạo trong. Hạt trong. Và 25% là hạt đục. Như vậy nó tuân theo quy luật phân ly của Mendel. Và từ đây chúng ta thấy rằng tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Tính trạng thân cao của viết tắt trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Tính trạng hạt trong trội hoàn toàn so với tính trạng hạt đục. Và có thể quy ước gen ngay. Quy ước gen. Có thể suy thêm một dòng nữa, ngầm suy ra rằng tính trạng này chỉ do một gen làm gen nhiễm sắc thể thường quy định. Ta quy ước A lớn là quy định thân cao, A nhỏ là quy định thân thấp, B lớn là hạt trong, B nhỏ là hạt đục. Sau đó chúng ta biện luận để khẳng định đây là trường hợp liên kết gen. Thì chúng ta nói F2. F2 tỷ lệ kiểu hình chung của hai tính trạng bằng 3:1. Thì tương ứng với trường hợp di truyền một cặp tính trạng. Tương tự di truyền một cặp tính trạng. Vậy suy ra hai cặp gen này nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể di truyền liên kết hoàn toàn. Hai cặp gen A và B di truyền liên kết hoàn toàn. Như vậy, chúng ta đã tìm ra quy luật di truyền, đã quy ước gen, vậy chúng ta viết sơ đồ line. Sơ đồ line. P, thuần chủng. Chưa biết kiểu hình. Thu được F1. 100%.
F1 100% thân cao, hạt gạo trong. Thân cao, hạt trong. Vậy P thuần chủng ở đây là gì? Cây F1 100% thân cao, hạt gạo trong. Và ở đây F1 phải có kiểu gen là A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ thì mới thu được ở F2 tỷ lệ 3:1. Vậy F1 là A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể suy ra P. F1 sẽ nhận một giao tử A lớn B lớn từ bố hoặc mẹ, nhận A nhỏ B nhỏ cũng từ mẹ hoặc bố. Vì vậy P thuần chủng ở đây sẽ phải là hai kiểu gen A lớn B lớn trên A lớn B lớn lai với A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Đây là hai giống lúa thuần chủng. Và trường hợp thứ nhất, P thứ nhất là cây cao hạt trong của viết tắt cao trong. Và P bên đây là cây thấp đục, cây thấp hạt đục. Giao tử của P bên đây cho một loại giao tử A lớn B lớn, bên này cho giao tử A nhỏ B nhỏ. Vì vậy kết hợp lại ta được F1 A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ 100% cây thân cao hạt trong. Cho F1 tạp giao với nhau, A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ với A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Giao tử của F1, mỗi bên sẽ cho hai loại giao tử A lớn B lớn, A nhỏ B nhỏ. Bên đây cũng vậy. Với tỷ lệ bằng nhau, vậy chúng ta có thể viết là 1:1 cũng không sao, hoặc ta viết là 1/2, 1/2. Vậy được F2. Kiểu gen thứ nhất là A lớn B lớn trên A lớn B lớn. Kiểu gen thứ hai là A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Thì có hai tổ hợp này. Có một A lớn B lớn trên A lớn B lớn và một A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Vì vậy chúng ta sẽ thu được tỷ lệ có mặt A lớn B lớn thì là cho hạt trong cây cao. Vậy kiểu hình ở đây sẽ là 3 3 cao 1 trong, 3 cao trong và 1 thấp đục, tức là 75% cây cao hạt trong và 25% cây thấp hạt đục. Như vậy đã thỏa mãn yêu cầu đề bài. Vậy chúng ta cũng làm các bước tương tự. Ở đây chúng ta chỉ thấy có khác ở điểm là cách viết kiểu gen và cách viết kiểu giao tử khác nhau. Tương tự như thế, chúng ta đi vào phần B, viết sơ đồ lại phân tích F1. Phần B chúng ta viết sơ đồ lai phân tích F1. Lai phân tích F1. Ta có F1 là A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Lai phân tích tức là lai với cây có kiểu gen A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Tức là cây thân thấp, hạt đục. Vậy giao tử ở đây F1 chỉ cho hai loại giao tử A lớn B lớn và A nhỏ B nhỏ. Cây đem lại phân tích bên đây, cây hoàn toàn lặn thuần chủng cho một loại giao tử A nhỏ B nhỏ. Vậy được FB có hai kiểu gen. Kiểu gen thứ nhất là A lớn B lớn, kiểu gen thứ hai là A lớn, xin lỗi, kiểu gen thứ nhất A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ. Kiểu gen thứ hai là A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Tỷ lệ 1:1. Và kiểu hình tương tự, ta có tỷ lệ 1 cây cao hạt trong của viết tắt và 1 cây thấp hạt đục.
Như vậy qua bài này chúng ta nhận ra một điều. Ở trường hợp like hai hay nhiều cặp tính trạng mà ở đây các gen nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể tương đồng liên kết hoàn toàn thì tỷ lệ thu được tỷ lệ kiểu gen kiểu hình ở đời con chỉ tương tự như phép like một cặp tính trạng do một cặp gen quy định thôi. Tức là ở F2 vừa nãy chúng ta thấy có tỷ lệ kiểu gen là 121, tỷ lệ kiểu hình là 31 và đây like phân tích F1 thì chúng ta thấy tỷ lệ kiểu gen kiểu hình đều là 11 giống như trường hợp trong quy luật phân ly, like phân tích F1 của quy luật phân ly vậy. Cô giới thiệu tiếp sang dạng bài thứ ba. Đó là dạng bài xác định kiểu gen kiểu hình của cây bố mẹ hoặc chỉ là xác định kiểu gen của cây bố mẹ. Dạng 3. Có thể viết ngắn gọn là xác định P. Về mặt phương pháp của dạng này thì chúng ta sẽ dựa vào đời con. Vậy chúng ta có thể ghi ngắn gọn phương pháp là từ đời con này, từ đời F, có thể là F1 hoặc F2 hoặc là F like phân tích thì chúng ta sẽ suy ra kiểu gen của P. Có kiểu gen của P suy ra kiểu hình của P nếu như đầu bài chưa cho. Thế và cuối cùng là chúng ta suy ra sơ đồ like. Đối với những bài này, người ta sẽ thường cho chúng ta một một bên P để chúng ta cho like với một cá thể khác và chúng ta tìm cái kiểu gen của cá thể đó dựa vào đời con. Cũng có trường hợp chưa biết cả kiểu gen kiểu hình của cả hai cá thể đem lại ban đầu, chúng ta hoàn toàn dựa vào đời con để suy ra kiểu gen của P, kiểu hình của P và sẽ kiểm chứng lại bằng sơ đồ like. Ví dụ cho dạng này, chúng ta xét ví dụ sau đây. Ví dụ ở đậu gen A lớn quy định hạt trơn, A nhỏ quy định hạt nhanh nhăn, cô viết tắt luôn, quy định hạt trơn, A nhỏ quy định hạt nhăn. B lớn quy định tính trạng có tua cuốn. B lớn là có tua cuốn. B nhỏ không tua cuốn. Các gen không alen cùng liên kết hoàn toàn trên một nhiễm sắc thể. Đầu bài cho sẵn các gen không alen liên kết hoàn toàn. Cho cây đậu hạt nhân không tua cuốn giao phấn với một cây khác thu được thế hệ con như sau. P là hạt nhân. Không tua. Lai với một cây khác. Cây này cô tạm gọi tên nó là cây XC. Chưa biết kiểu gen kiểu hình. Thu được F1 có tỷ lệ một hạt trơn có tua. Một hạt trơn có tua và một hạt trơn không tua. Yêu cầu xác định kiểu gen kiểu hình của cây X. Yêu cầu chúng ta xác định cây X này, tức là xác định kiểu gen kiểu hình của cây X. Đây là ý thứ nhất, ý A.
Ý B. Phải chọn cặp like như thế nào để được F1? Có tỷ lệ 1 hạt trơn có tua, 1 hạt trơn không tua, 1 hạt nhân có tua và 1 hạt nhân không tua. Xác định P sao cho F1 có 4 kiểu hình. 1 trơn có tua. 1 trơn không tua. 1 nhăn có tua và 1 nhăn không tua. Chúng ta chú ý 4 kiểu hình với tỷ lệ 1, 1, 1, 1. Vậy đây là một ví dụ đã cho kiểu gen của từng tính trạng, cho biết gen, cho biết kiểu di truyền và cho một bên kiểu hình của P, yêu cầu xác định kiểu hình của P còn lại. Trường hợp 2 là chưa cho biết kiểu hình của cả hai bên bố mẹ, chỉ cho tỷ lệ ở đời con, yêu cầu chúng ta xác định kiểu hình bố mẹ, kiểu gen bố mẹ. Vậy chúng ta biện luận và giải như thế nào? Phần A. Đầu tiên chúng ta xác định cây hạt nhân không tua có kiểu gen như thế nào? Cây hạt nhân không tua thì có kiểu gen như chúng ta đã biết là có hai cặp tính trạng đều là tính trạng lặn. Vậy là A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Như vậy P ở đây chúng ta có P là A nhỏ B nhỏ trên A nhỏ B nhỏ. Lai với cây X gì? Chưa biết kiểu gen kiểu hình. Như vậy đây là phép Lai phân tích cây X. Và thu được ở đời F1 tỷ lệ 1 hạt trơn có tua và 1 hạt trơn không tua. Hạt trơn là tính trội, vì vậy cô có thể viết rõ kiểu gen của nó ở đây. Một hạt trơn có tua. Hạt trơn có tua, vì vậy phải có kiểu gen là A lớn, B lớn, trên. Bên dưới chưa biết. Có thể viết là hai cái gạch. Thế vào một hạt trơn không tua. Vậy hạt trơn là có A lớn, bên dưới là gạch, không tua, tức là phải là B nhỏ, B nhỏ. Đấy, như vậy chúng ta đã xác định được kiểu gen tổng quát của F1. Vậy từ những cái dữ kiện này chúng ta sẽ suy luận để tìm ra kiểu gen, kiểu hình của X. Thì chúng ta thấy rằng F1 có trường hợp A lớn, B lớn ở đây, tức là X cũng sẽ phải có A lớn, B lớn. Vậy chúng ta tìm cái giao tử bên dưới như thế nào? Có thể chúng ta sẽ biện luận từng tính trạng một. F1 một trơn tua, một trơn không tua, tức là 100% hạt trơn. Vậy thì suy ra cái cây X này, bên đây là lặn, tức là X đem lại phân tích. X phải có cặp gen A lớn thuần chủng thì mới thu được 100% là trơn. Và F1 cũng sẽ có tỷ lệ là một có tua, một không tua. Một có tua, một không tua. Vậy suy ra cây X phải dị hợp về cặp gen này. Vậy X phải có B lớn, B nhỏ. Như vậy lắp vào đây chúng ta sẽ được P. Suy ra kiểu gen của X. Kiểu gen của X đó là A lớn, B lớn trên A lớn, B nhỏ. A lớn trên B, A lớn, B nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào X để hoàn thiện sơ đồ xem có chính xác hay không. X ở đây
Cô viết bên cạnh là A lớn, B lớn trên A lớn, B nhỏ. Như vậy giao tử P bên này chỉ cho một loại giao tử là A nhỏ, B nhỏ. Còn bên đây sẽ cho hai loại giao tử, đó là A lớn, B lớn và A lớn, B nhỏ. Vì vậy chúng ta sẽ được F1 A lớn, B lớn trên A nhỏ, B nhỏ. Cây này là cây hạt trơn và có tua. Và bên đây sẽ là A lớn, B nhỏ trên A nhỏ, B nhỏ là cây hạt trơn không tua. Như vậy nó đã đúng với yêu cầu đề bài. Phần B yêu cầu xác định P khi cho F1 có 4 kiểu hình với tỷ lệ 1:1:1:1. Vậy việc đầu tiên chúng ta chỉ cần viết kiểu hình của F1 ra và viết kiểu gen tương ứng là chúng ta có thể xác định được bố mẹ có những giao tử nào. Và từ những giao tử này thì chúng ta xác định được kiểu gen của bố mẹ. Phần B. F1 có tỷ lệ như sau. Một trơn có tua, một trơn không tua, một nhân có tua và một nhân không tua. Vậy dựa kiểu hình chúng ta sẽ viết kiểu gen của F1, viết kiểu gen tổng quát thôi. Một trơn có tua tức là phải có A lớn, B lớn. Có thể viết lên nhau như này. Một trơn không tua tức là A lớn, B nhỏ, gạch ngang, B nhỏ. Một nhân có tua, nhân tức là phải cặp A nhỏ rồi. Vậy A nhỏ có tua tức là phải có B lớn, bên dưới là gạch ngang. Và cuối cùng là một nhân không tua tức là A nhỏ, B nhỏ, A nhỏ, B nhỏ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy rằng xuất hiện kiểu hình một nhân không tua, A nhỏ, A B nhỏ trên A nhỏ, B nhỏ. Vậy cả hai bên bố mẹ phải cho giao tử A nhỏ, B nhỏ. Còn bên trên chúng ta thấy xuất hiện kiểu trơn không tua, tức là một bên bố mẹ phải có A lớn, B nhỏ. Xuất hiện kiểu hình một nhân có tua, tức là một bên bố mẹ phải có A nhỏ, B lớn. Vì vậy chúng ta sẽ viết được kiểu gen của bố mẹ như sau. Ai có thể biện luận như thế này. F1 có A nhỏ, B nhỏ trên A nhỏ, B nhỏ. Vậy 2P, cả 2P đều phải có giao tử A nhỏ, B nhỏ. Đều phải cho giao tử này. F1 cũng có A lớn, B nhỏ trên gạch ngang, B nhỏ. Vậy dứt khoát 1P phải cho giao tử A lớn, B nhỏ. F1 lại có trường hợp này, tức là có A nhỏ, B lớn trên A nhỏ, gạch ngang. Vậy một bên P phải cho giao tử A nhỏ, B lớn. Vậy kết hợp ba điều này vào, chúng ta sẽ được P. P. Kiểu gen chắc chắn một bên sẽ là A lớn, B nhỏ trên A nhỏ, B nhỏ. Và một bên là A nhỏ, B lớn trên A nhỏ, B nhỏ. Đấy là kiểu gen của P. Và tương ứng ta viết là kiểu hình một bên là hạt trơn không tua và một bên là hạt nhân có tua. Như vậy dựa vào tỷ lệ đời con hoàn toàn có thể xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ. Qua bài này cô muốn nhấn mạnh cho chúng ta cách viết sơ đồ lai, viết kiểu gen, xác định kiểu gen bố mẹ ở trường hợp liên kết gen hoàn toàn.
Về mặt cơ bản thì phương pháp không có gì khác so với những bài trước, chỉ lưu ý chúng ta cách viết kiểu gen, cách viết giao tử theo đúng trường hợp liên kết gen mà cô đã hướng dẫn. Ở phần các đề thi những năm trước có gặp một vài câu trắc nghiệm, các em có thể về mở những đề thi của năm 2007, 2008, 2009. Chúng ta nghiên cứu những câu trắc nghiệm liên quan đến phần liên kết gen và chúng ta có thể tự làm. Trong trường hợp gặp bài toán khó, chúng ta có thể hỏi cô thông qua trang web của chương trình. Chúc các em ôn tập tốt.